Còn cái đám mây đó, cái cục màu vàng vàng nè, oil gland, ha, nó chính là tuyến bã nhờn. Tuyến bã nhờn của chúng ta chịu sự ảnh hưởng của một hormone, là hormone gì? Testosterone, tức là hormone gì? Sinh dục nam, đúng chưa? Khi hormone này hoạt động mạnh thì thể tích của tuyến bã nhờn sẽ bị gì? Tăng lên, hay là tuyến bã nhờn của chúng ta sẽ bị gì? Bị phình ra. Hãy tưởng tượng là cái tuyến bã nhờn của chúng ta nó giống như cái bong bóng nha. Bây giờ khi các bạn thổi nó lên thì nó như thế nào? Phồng lên. Thì cái lượng khí ở trong cái bong bóng này nhiều hay ít? Nhiều. Thì khi các bạn xì cái bong bóng ra thì cái khí xì ra nhiều hay ít? Nhiều, đúng chưa? Thì bây giờ cái tuyến bã nhờn của chúng ta cũng như vậy. Tuyến bã nhờn của chúng ta khi bị hormone testosterone hoạt động ra mạnh, tuyến bã nhờn thì sao? Phình to lên. Thì cái gì đổ ra nhiều, cái gì tiết ra nhiều? À, bã nhờn đó, hay các bạn gọi là dầu nhờn gì đó. Thì bã nhờn tiết ra nhiều, nó đổ vào đâu? Đổ vào trong răng lông. Đây là nguyên nhân đầu tiên. Là tuyến bã nhờn của chúng ta sao? Chịu sự ảnh hưởng của hormone gì? Testosterone. Khi hormone này hoạt động mạnh, tuyến bã nhờn của chúng ta to lên. Và cái lượng bã nhờn đổ ra như thế nào? Nhiều hơn bình thường, là khởi phát đầu tiên của mụn. Chắc chắn những người bị mụn thì họ đã phải trải qua một giai đoạn là gì? Bị nhờn nhiều. Các bạn để ý nè, sẽ có những khách hàng, nếu như họ vừa mới bị mụn mà họ đến với mình á, chắc chắn cái tình trạng da của họ còn gì? Còn nhờn. Nhưng mà khách hàng mà đã mấy năm hoặc là mấy tháng rồi, chị đã đi điều trị da liễu rồi, chị đã đi lăn kim này lăn kim kia rồi, thì khi họ đến với chúng ta có nhìn thấy được tình trạng nhờn không? Không, vì họ đã bị mất cái gì? À, mất hết lớp nhờn luôn rồi. Thì lúc này họ sẽ thắc mắc là tại sao em không phải da nhờn mà em vẫn bị gì? Bị mụn. Thì mình phải nhắc họ là hãy nhớ cái lúc mà em mới bị mụn, da em có nhờn hay không nha. Chắc chắn phải có nhờn. Vì sao? Đây là cái khởi phát đầu tiên. Nếu như không có tăng tiết bã nhờn thì có dẫn đến nguyên nhân thứ hai, nguyên nhân thứ ba không? Không. Nên là những người mà bị mụn thì chắc chắn là họ bị gì? Bị nhờn trước. Tăng tiết bã nhờn trước là nguyên nhân đầu tiên. Thì nguyên nhân đầu tiên giải thích rõ ra nó sẽ là gì? Tuyến bã nhờn chịu sự ảnh hưởng của hormone gì? Testosterone. Khi hormone testosterone hoạt động quá mạnh thì tuyến bã nhờn sẽ lên, phình lên. Thì cái lượng bã nhờn từ trong tuyến bã nhờn đổ vào răng lông nhiều hơn bình thường. Cái gì mà vượt ngưỡng bình thường thì chúng ta gọi là gì? Bất thường, đúng không? Cái nào vượt ngưỡng sinh lý chúng ta gọi là gì? Bệnh lý, được chưa? Đó là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai, sừng hóa cổ răng lông. Đầu tiên là da của chúng ta nó sẽ có một cái biểu hiện bất thường là gì? Nhờn nhiều hơn. Nhờn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Và sau đó nó dẫn đến nguyên nhân là gì? Tuyến bã nhờn đổ nhiều hay ít bã nhờn vào răng lông? À, nhiều. Bình thường ví dụ như là nó đào thải được 10 đi, 10 lít, ví dụ như thế. Bây giờ bắt nó đào thải 100 lít, nó mệt không? Giống như một ngày tôi bắt các bạn làm việc 6 tiếng, nhưng mà bây giờ tôi bắt các bạn làm việc 12 tiếng, các bạn có mệt không? À mệt, đúng chưa? Mệt thì cơ thể của mình là sao? Yếu, muốn đi ngủ, muốn nghỉ, nhưng mà không được cho nghỉ. Thì cái cổ năng lông, phần nào là phần cổ năng lông các bạn? Phần này là phần chân lông, đúng chưa? Chân, cái đầu nhỏ kia gọi gì? Đỉnh, đúng chưa? Rồi, cổ nằm ở đâu? À, ngay lớp nào? Thượng bì. Cái đoạn mà nối với gì? Tuyến bã nhờn, đúng không? Là cái phần nó gọi là cổ năng lông. Cổ năng lông nó là một cái ống bài tiết. Khi tuyến bã nhờn đổ vào nhiều, cái năng lông của chúng ta nó phải sao? Bài tiết nhiều, bài tiết nhiều, bài tiết nhiều. Nó giống như một cái ống nước mà các bạn cho nó hoạt động lâu ngày liên tục thì nó sẽ bị sao? À, bị bể, hoặc là nó bị gì? Bị gỉ sét ở bên trong, đúng không? Đây là dấu hiệu sừng hóa cổ năng lông. Sừng hóa cổ năng lông tức là gì?